Theo Ban Tổ chức Hội trợ Thương mại Quốc tế Việt Trung năm 2023 tại Lào Cai, sẽ có 145 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia hội trợ lần này. Các doanh nghiệp này đến từ 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc, đăng ký 156 gian hàng tại hội trợ. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tham gia hội nghị nhập khẩu nông lâm thủy sản Trung Quốc và Việt Nam giao dịch thương mại tại tỉnh Lào Cai năm 2023. Hội đàm hợp tác về các khu, cửa khẩu, công nghiệp, hợp tác kinh tế qua biên giới, mậu dịch tự do, Hội trợ thương mại quốc tế Việt-Trung diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại thành phố Lào Cai với quy mô trên 600 gian hàng.